vậy. Konnichiwa, chào mừng các bạn đã đến với MTV. Ok, hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một video clip có không khí Tết. Và mình thấy là video clip này cũng rất là phù hợp với thời điểm cận kề Tết như bây giờ. Đây là video clip chụp hình Tết. Cụ thể thì mình đã đi chụp hình Tết với lại The Win Team, bao gồm Umi, Susu, Nabi và mình. Ok, thì như video clip của tuần trước là video clip company trip, thì có rất là nhiều bạn vào comment là lâu lắm rồi mới nhìn thấy team đông đủ như thế này. Thì thật ra là team tụi mình vẫn gặp nhau, mình và Nabi sống cùng này, và cách Umi có một con đường thôi là kiểu kế nhà luôn á. Còn Osusu thì lâu lâu vẫn qua công ty làm việc nên là vẫn gặp nhau dài dài. Mình còn lâu lâu đi chơi riêng với Osusu nữa, nên là cái mối quan hệ của tụi mình vẫn như trước thôi. Chỉ có điều là tụi mình ít show ra và mọi thứ không có kiểu quay clip như ngày xưa nhiều nữa, nên là các bạn tưởng như vậy á, chứ không không nha. No, tụi mình vẫn là đúng đi. Ok, thì cái video clip ngày hôm nay tụi mình sẽ đi chụp ở một cái studio trong Sài Gòn. Sáng sớm tụi mình phải dậy thay nhau để trang điểm. Tụi mình có bút một bạn make up khá là dễ thương. Umi thì bắt đầu make up từ lúc 7:30, còn Nabi thì bắt đầu từ lúc 8:30, và bây giờ là đến mình là 9:30. Sau mình sẽ là Osusu. Mình có dặn bạn make up là make up cho mình cái tông hàng hàng một tí, bởi vì mình không có hợp make up theo kiểu tông tây và kiểu những cái kiểu sắc nét. Cũng vừa may là bạn make up này tuy là trẻ tuổi nhưng mà kiểu cũng hiện đại và hiểu được ý mình á, nên là đây là mình nghĩ là một trong những lần mà mình được make up kiểu không có fail lắm. Chứ hồi xưa giờ á, mình cứ bút make up ở ngoài á thì mình cảm thấy mình cứ fail kiểu gì á, giống như là mình không có hợp với việc trang điểm kiểu cô dâu hay là kiểu trang điểm đi sốt vẻ. Tại là tự trang điểm thôi, mặc dù tự trang điểm cũng không có đẹp lắm, nhưng mà bản thân tôi cảm thấy bản thân mình hợp hơn á. Nhưng mà hôm nay bạn này make cho mình thì mình thấy ok nè. Trời, đi vệ sinh ra xong tự nhiên Nabi lớn hơn luôn, nhìn Nabi khác hẳn ngày thường nè. Gì vậy trời? Ây da, rõ ràng hồi nãy lúc mà trước khi tôi đi vệ sinh là Nabi ngồi cúng chỗ này, cũng là chỗ đó, cũng là đang làm như vậy. Tự nhiên đi xong ra cái thấy khác liền. Sau khi Osusu trang điểm xong thì tụi mình bắt đầu lên xe và đi đến studio. Cái studio nằm ở quận 10, gần cái địa điểm mà tổ chức The New District á. Mình quên mất tên studio là gì rồi, chắc là mình sẽ để cái hình ở bên cạnh để cho các bạn biết ha. Ok, thì đây là lần đầu mình đến chụp ở studio này. Bên dưới là một cái chỗ gọi là bán mỹ phẩm gì đấy, bên trên là có chia ra rất là nhiều phòng. Tóc đẹp chưa? Tóc đẹp đấy. Tóc đẹp không? Đầu tiên thì mình được dẫn vô cái phòng Tết. Cái phòng này nó đúng là Tết nhưng mà mình vẫn không thích lắm. Mình thì theo cái style là thích chụp hình Tết mà ở cái kiểu hơi đơn giản một tí, không trơn thôi cũng được nữa. Nhưng mà ở đây thì quá nhiều chi tiết á, nên là mình sợ là khi mà tụi mình đứng vô thì tụi mình sẽ bị chìm trong cái chi tiết đó. Ok, thì bộ đầu tiên mình sẽ bận một cái áo dài màu đỏ. Oh my god, mình không bận vừa, và nhìn cái áo dài này nó cũng rất là thường luôn á mọi người. Kiểu như cảm thấy đây không phải là một cái áo dài bận đi chụp hình đi chơi, mà đây là một cái áo dài để đi bán thẻ máy bay hay là cái gì đấy đấy. Nói chung là nó giống như một cái áo dài bình thường mà đi làm thôi, mà nó cũng không vừa với mình nữa. Mặc vào mình cảm thấy sao sao á. Ok, chỗ thứ hai. Sao tụi mình không biết tới cái phòng này sớm hơn ta? Tụi mình đã làm gì với cái phòng bên dưới? Hay là những bộ đồ đến từ La Mint Premium. Đóng đi. Đóng đi, đóng đi, đóng đi Nabi, đóng đi. Phim Nhật, phim Nhật. Trời ơi, trời ơi, trời trăng. Trời diễn cái nét thơ mà trăng. Cái gì xong với cái trăng. Bốn bộ đồ của tụi mình mặc ngày hôm nay để chụp hình đều là đến từ thương hiệu Dotty Premium. Dotty thì mình nghĩ là bạn nào ở Sài Gòn sẽ biết á, tại vì đi một hồi á trên đường Sài Gòn thì sẽ thấy nhiều store Dotty à. Thì cái Dotty Premium này là một cái cũng là Dotty nhưng mà là một Dotty phục vụ khách hàng ở một phân khúc khác. Có nghĩa là cái những cái đồ mà bán ở trong này á tầm giá trên 1 triệu thôi, và đồ kiểu sang trọng đi dự tiệc chứ không phải là đồ bận bình thường nữa. Mình thấy rất là phù hợp với cái buổi chụp ngày hôm nay. Bộ đầu tiên của Nabi á là bộ có tên là Rustic Midi Dress. Thì cái bộ này á nó kiểu lông lông xinh xinh. Bộ này là bộ chính tay mình chọn cho Nabi luôn á mọi người. Nó có giá là khoảng 1.3-1.4 triệu. Lợi thế của Nabi là ốm và chân dài. Tuy nhiên á là cái người của Nabi á do ngồi chơi vi tính quá nhiều nên là không có S-line, nên là mình đã chọn một cái đầm mà kiểu đầm
tam giác như thế này để nó che được hết tất cả những cái phần mà S-line trên cơ thể của Nabi. Tay của nó cũng theo kiểu trong sáng dễ thương, nó cũng hợp với kiểu Nabi nữa, nên là mình thấy cái bộ này rất là hợp luôn. Nabi bự lên thì nhìn kiểu như công chúa vậy á. À, mọi người đừng có share cái clip này cho Nabi nha, tại vì mình khen nó nhiều quá nó sẽ bị ảo tưởng đó. Thì đến với bộ của Umi thì lại là một cái đầm dạ hội, mình thấy như đầm cưới vậy mọi người. Tụi mình có chồng Umi là: chị ơi, chị Như cưới lại lần nữa vậy, chị cưới ai đi chị? Ồ, mày xin quá nè. Cưới lần nữa. Mà cái Như mà đồ cưới luôn. Haha, sorry Caro. Đây là một chiếc đầm Drapid Polka Dot Dress. Thì cái đầm này nó mang hơi hướng sang trọng và quý phái, nữ tính. Mọi người có thể thấy phần nơ hở vai nè. Cái đầm này mình thấy rất là giống những cái ở bên hàng á, các sao á thường hay lựa cái form đầm giống như thế này để đi thảm đỏ luôn. Nên là mình cũng thấy là Umi bận rất là hợp, bởi vì Umi là kiểu hiền dịu, kể cả thanh lịch đấy. Đây là quá tuyệt. Cái đầm này thì khoảng tầm 1.6 triệu, 1.7 triệu. Ok, thì đến cái bộ đồ của Osusu. Thì Osusu có cái áo, cái áo với chất liệu y chang như cái chất liệu mini dress của Nabio. Nên là bộ của Osusu mà đứng kế Nabi giống như là một cặp vậy đó mọi người. Một cái bộ suit dress nè, đấy, màu trắng hết luôn, nhìn cũng đẹp ha. Bả này bả nói là phong cách của bả luôn á. Thì mình cũng không biết phong cách gì nữa, nhưng mà chắc là kiểu nhìn đắt tiền. Đến với bộ của mình thì là mình bận một chiếc đầm nguyệt. Cái đầm này là đầm mới ra mắt của Dotty Premium luôn trong đợt Tết này. Cái đầm này có giá khoảng tầm 1.6 triệu, 1.5 triệu, 1.6 triệu ấy. Các bạn thấy là nó mang hơi hướng là một cái áo yếm trong áo tứ thân á ngày xưa của mình không. Thì thay vì mình bận áo dài đi thì mình bận cái đầm như thế này, mình thấy rất là hợp. Và không biết sao giờ lúc mà mình mặc xong mình thử ra là ai cũng khen là cái đầm này hợp với mình. Thì từ xưa tới giờ mình đều thích những cái dạng áo và đầm cổ yếm kiểu nó hợp á, và mình cũng thích cái kiểu này luôn. Và khi mà mọi người khen thì mình cũng rất là vui. Thì sau hết tất cả thì tụi mình đã chụp xong rồi. Buổi chụp này của tụi mình tốn gần 4 tiếng đồng hồ và cũng khá là thoải mái. Cảm ơn đội ngũ cameraman cùng trợ lý là Hoàng Tùng này, Tô này, Bin này đã giúp tụi mình ngày hôm nay chụp rất là có tâm luôn. Mặc dù lâu lâu là hơi tự sướng một tí, tuy nhiên là có hình đẹp là được. Yêu mọi người. Ok, thì đây là clip chụp hình Tết của mình. Còn mọi người thì sao? Mọi người đã chụp hình Tết với bạn bè gia đình chưa? Hay là công ty chưa? Để lại comment cho mình biết nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video clip này. Like, share, subscribe MTV, cũng như là nhớ nhấn cái chuông kế với nút đăng ký để nhận được mọi thông tin, mọi khi MTV clip mới nhé. Còn bây giờ thì sayonara.